Ơi mẹ, anh ấy đây cho mày xem quả lấy lửa huyền thoại nhá. Lấy lửa huyền thoại chẳng nghe đốt lốp à? Ây da, hôm nay chưa ăn sáng yếu quá. Úi giời, anh nha, khỏe lắm. Đây, sức mạnh. Được rồi. Anh này đi xe này phê không? Thì anh chả phê đấy, anh lấy lửa. Anh chả phê, sẽ nát. Thế nát, anh lấy lửa cho mày xem luôn. Nát bươm. Không phải xe nào cũng được đi xe anh đâu. Anh phanh mà chẳng có. Phanh. Thua rồi, dắt mông ngồi đi em. Mày ngồi đấy nhá, nhìn anh. Cái gì ấy? Lấy lửa. Chọc xăng. Chọc xăng, chọc lốp. Xin ít vải. Không. Xin ít con đùi, cái túi này để làm gì? Của anh không? Túi làm gì? Xịt của anh mới mua được. Không, nào. Mới xịt. Dạ. Nào. Rồi. Dây bịt mắt được không? Dây bịt mắt nói cho sang. Đây gọi là cái gì nhỉ? Đấy, che cánh của anh. Che cánh. Văn lỗ của anh ấy. Nào, xuống. Em ngồi. Xuống xe để anh chọc đít bây giờ. Chọc xăng à? Chọc xăng chơi ra nắng rồi cháy à? Mày khôn hết nhỉ? Em thì chọc xăng cháy dài. Rồi. Rồi, cầm cái này cho anh. Chưa bao lâu thì nó mới cháy. Cầm cái này cho anh. Cầm vào đây. Mày cứ đứng dơ đây nửa tiếng nó cháy. Hả? Từ từ, ách xa. Biết mình giật chết à? Biết cái này là cái gì không? Dây. Buzi. Buzi. Để giặt nó bị tơi. Nào, tí nữa anh nổ thì mày dí vào đây nhá. Dí vào đâu? Dí đây á? Ờ. Đây, trên này à. Chết rồi, giật anh chết. Nào, từ thở vào, thở vào. Ê! Ít xăng quá, ít xăng. Tụi anh làm gì, tôi ép vào tay em. Bây giờ lấy lên, lấy lên, lấy lên, nó tận chân nhau ấy. Lửa, lửa, kìa, xét. Xét làm gì, tôi ép tay rồi. Anh tự đi mà làm. Mày nhìn anh đây này. Không, mày phải cầm cho anh. Ôi, nó giật không? Sẽ không giật. Để, đâu từ. Không giật đâu. Em lại ít cả tay. Nào, đây, đứng sang đây. Dạ. Hết tay. Nào, đứng ạ. Ấy. Ấy, khéo nó tắt mất. Cháy rồi. Thấy chưa, mày thấy rồi, thấy rồi. Mày thấy anh lấy lửa kinh chưa? Tớ hết cả tay em. Ui, bỏng quá. Mày thấy siêu chưa? Tớ hết cả tay kinh. Tớ chưa có thể tay như thế nào ấy. Ôi, anh cho mày cái đồ này sao không? Mày chạy hết. Rồi, chơi đây. Để nó tí nó chín. Đây, anh cho mày đi bắt cá nhá. Anh ngồi đâu đấy? Đây, ngồi xuống đây. Mày cứ ngồi xuống đây. Anh bịt rồi. Thủng. Thủng đấy. Thủng nó còn kê bên kia mà. Mạnh kê. Anh lên, lên đấy à? Phải thế. Lên trên đỉnh à? Thế không? Thế. Tao phải giúp, giúp con cầu nhá. Không. À, giúp con cầu. Không. Giúp con cầu. Ơi, không nghịch đâu.
Mày mày biết đưa tuyệt thúng à? Tuyệt thúng bọn nó làm nào? Mày nhảy xuống mà lên đỡ. Ừ, phê không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đây, đi lên bờ anh có trò này hay lắm. Trò này hay lắm, mày chơi không? Không. Ghê lắm. Mày hết chim rồi. Ôi giời, rồi. Bước đây này. Bây giờ có trò này hay này. Giờ có trò này hay này. Mày bắt thằng cu kia. Mày chết. Thả nó vào đây. Mày chết. Thả nó vào đây. Mày đi xuống đây kia. Mày thì đi xuống đây kia. Mày cực, mày nằm vào đây. Mày nằm vào đây không bao giờ sao luôn. Em này. Mày đi ăn cực. Nhớ phải cởi áo đi, cởi áo đi nhớ đâu luôn. Mày cởi ăn cực em không đi. Ồ, nào. Cởi áo, bỏ áo ngoài ra. Cởi bỏ áo ngoài ra. Cứ bỏ áo ngoài ra đéo trời, chưa giặt. Ấy mà có cởi áo à? Nào, chờ ra. Từ từ, ngồi vào đây. Ngồi vào bọn anh. Không, không đi. Chạy đi em bây giờ. Thế thôi. Đâu à, thương mà em có đi lấy gì đâu. Mày nhảy phát vào giữa thôi thôi. Đi. Mày nhảy phát vào giữa ấy. Là ngồi trong bỏm đấy, mày nhẹ người cái gì đó. Anh đi xuống. Thôi, tao giờ hơi tao đu đây. Gió cái mó ấy, đây, này đi. À, đứng đấy nhỉ. Không được, đứng đấy không được. Được, kệ nó. Chín rồi. Chín rồi. Đâu? Ai da, mới có chín không? Không chín gì cả. Không chín được. Đâu? Cái kia đâu? Cái gì? Cái lá chuối đâu? Lấy lá chuối lên đây. Có đâu lá chuối? Cái kìa. Hết rồi. Ôi, ngu ăn trộm. Chín nó bay để đợi lên. Mày thổi vào mặt anh này. Quá. Phê. Mắc phê. Nào thổi mày thổi. Thổi hết rồi mà. Anh đấm ngực rồi anh thổi hết ra được mà. Đây. Sang bên này. Đây này. Kéo chưa chín ấy. Ui trời. Chưa chín luôn. Ngon hơn thêm con vật nó băng vào. Ui. Quá nặng. Ui trời ơi.
ui phê. Đấy mà chưa chín. Ui. Nó đã ui đỏ lớn. Ui, vịt quay Bắc Kinh gọi bằng cu. Ui. Quá là ngon luôn. Được cái này nước. Nào anh cho nó sạch sạch cho nó. Ui, ngon. Ui, mày thấy ẩm thực của anh chưa? Cầm nhá để anh rửa mông. Ừ. Ôi giời ơi. Rồi vãi. Cầm ăn trộm rồi nhá. Cái lưng nó không được đỏ mấy nhỉ. Trộm. Anh quay phim quay vào đây em ơi. Nhìn đỏ lưng. Em nhờ. Nó quay cái đồ này. Ui. Nào. Cho ra đây ăn cho nó phê. Ừ. Nắp mê luôn. Ui. Mày cứ để ăn ngô nhá. Ê. Bỏ đấy. Em không ăn ngô nữa. Này cho mày cái đùi. Cái đùi này cho em cái xương đùi. Ngon quá các bạn. Ăn không? Này cho gặp đi. Ui nước nước. Ê Phi. Nào gặp đi. Cổng cổng cái phao câu nó lên. Đấy. Mày cứ thích ăn phao câu à? Kệ lấy nước ạ. Tuyệt vời. Mày thấy ẩm thực của anh chưa? Được. À, để anh lấy muối chanh. Ngon đi. Thế sao đấy? Xẻo cho mà. Mắm à? Linh ăn đùi không? Mà xẻo vào tay anh. Ôi trời. Ai da. Thôi thôi thôi. Thôi thôi. Anh ấy nguy hiểm lắm. Ai da. Nào đây đây. Ngon nhỉ. Ui dồi. Ui sụp. Xẻo. Ui. Đâu muối chanh đâu vậy? Đây này anh chắt. Anh chắt vào đây nè. Đấy. Chấm muối. Đi. Chấm đi. Muối á. Cái nhà mà chấm. Nhá. Để im. Trời trời. Mời các bạn nhé. Nắc phê luôn. Mời tất cả nhà nhé. Ngon. Ngon rồi. Ngon được chắc từ chắc đến giờ. Ừ. Tưởng không cho chó ăn. À. Nếu cho chó ăn em làm chó luôn. Em làm chó em ăn rồi. Quá ngon. Mà. Giờ chạy rồi anh quay phim. Các bạn là xem mà. Món vịt úp chậu này thì nhớ chuẩn bị sẵn cho mình một cái chậu. Để hứng nó chạy nhé. Lấy cái chậu cho anh quay phim. Lấy cái chậu cho anh quay phim. Ui. Ôi, cho anh ấy một miếng. Ui, trời ngon. Bỏ đi. Kẹp ăn miếng này. Cắt bỏ đi. Ừ, được. Ui, kẹp ăn miếng này. Gần phao câu vẫn là ngon nhất. Ui ôi. Chạy phao. Chạy phao. Chạy phao vào tay anh ấy. Có. Có là có xả. Không. Rồi em. Ai cho em đi lấy rồi. Ui chỗ này có mỡ này. Xả ơi em. Cái chỗ nào có mỡ cho mày em. Mày xẻo cả vào tay anh ấy. Ngon quá. Húp nước, húp nước. Cân cân đi.
như kiểu bú pháo cầu. Cái giống ăn tham thế mà. Mày cầm lấy mồm mà cặm luôn cái phao câu. Giấm. Ngon nè. Cái này cho đủ thơm mà đánh thêm giấm. Ngon. Nó ngon rồi. Thôi tạm dừng cho anh quay phim ăn tí. Đang dừng đi, ba ăn. Hết rồi. Anh quay phim vào có 1 phút mút. Hết cả con vịt. Ngoài kèm quá. Nghỉ một tí cho anh quay phim và ăn 1-2 miếng anh tả phát ra sạch. Anh quay phim. Chưa kịp ăn. Mới đi rửa tay cho anh quay lại. Anh quay phim đả một hút. Đải sạch luôn. Khổ thân. Còn mới mấy cái chỗ oi khói hết để lại. Bây giờ chỗ nào đỏ nhất để lại. Mà còn chỗ nào đỏ không hết gì. Tan xương. Tan xương với chân cháy. Ngon nhỉ, công nhận ngon nhỉ. Mày thấy ẩm thực của anh chưa? Nhưng mà không được ăn mấy. Ngon nữa chứ. Thì sao làm những món ngon như này